Thưa quý vị, thanh niên là rừng cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, việc tạo nguồn phát triển đảng từ lực lượng đoàn viên thanh niên sẽ góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, sức mạnh, tính chiến đấu của đảng. Chỉ tiêu phát triển đảng luôn là một trong những chỉ tiêu nhiệm kỳ quan trọng được các cấp bộ đoàn từ thành phố đến cơ sở quan tâm. Bởi đây không chỉ là chỉ tiêu đánh dấu bước phấn đấu, sự trưởng thành của đoàn viên thanh niên về nhận thức, tư tưởng, hành động, mà còn là sự cụ thể hóa vai trò của tổ chức đoàn trong tham gia xây dựng đảng. Công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong những năm qua, thì quận đoàn Hải Châu luôn tạo mọi điều kiện để cho các bạn đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên. Thì trong nhiệm kỳ 2017-2022, thì quận đoàn đã giới thiệu gần 500 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, thì đã có được 368 bạn được đứng vào hàng ngũ của đảng. Tuy nhiên, hiện công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên thanh niên vẫn còn một số tồn tại, như phát triển đảng chưa tương xứng với quy mô, chất lượng đoàn viên ưu tú và diễn ra không đồng đều ở các khu vực, đối tượng. Trong đó, hiện tại địa bàn khu dân cư, công tác phát triển đảng đang gặp vô số những khó khăn trong tạo nguồn. Trước á, thì đảng viên ở khu dân cư là phát triển ở đoàn viên rất là đông. Nhưng mà sau khi mà cái thực tế là các em đoàn viên là khi mà ra trường á là đi làm, rồi nhiều em là có một chồng một công việc khác nhau, nên về khu dân cư, về công tác đảng là phát triển mà để mà đứng vào hàng ngũ đảng ở khu dân cư hiện nay rất là khó khăn. Theo thống kê của Thành đoàn Đà Nẵng, giai đoạn 2017-2022, tổ chức đoàn tại địa phương phấn đấu giới thiệu ít nhất 12.000 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng đạt trên 65% tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu. Tuy nhiên, hiện con số này vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Cái số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp vào đảng trong toàn đoàn thì hiện nay vẫn còn rất là hạn chế. Nó có nhiều cái nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Thì nguyên nhân về khách quan là hiện nay là các cái tiêu chí về kết nạp đảng viên mới, đặc biệt là trong cái đoàn viên là học sinh, thì có nhiều cái tiêu chí rất là khó để các bạn đáp ứng được. Ngoài ra thì các bạn đoàn viên thanh niên ở các khu vực khu dân cư thì đi làm ăn xa, cũng không có sinh hoạt tại các cái chi bộ cũng như các cái tổ dân phố, do đó cũng không phát triển được cái nguồn đảng viên từ đây. Bên cạnh đó thì cái nguyên nhân chủ quan thì hiện nay cũng có một số bộ phận thanh niên là cũng sống thiếu lý tưởng, rồi là vi phạm pháp luật, do đó thì có ảnh hưởng nhất định đến các cái tư tưởng về chính trị, về đạo đức, về lối sống trong đoàn viên thanh niên. Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp là một sứ mệnh cao cả thiêng liêng mà đảng dành cho đoàn. Vì vậy, bên cạnh làm tốt công tác tạo nguồn, tổ chức đoàn các cấp vẫn rất cần làm tốt vai trò của mình trong toàn bộ quy trình từ khâu phát hiện, đào tạo, rèn luyện, giới thiệu đến quan tâm, giáo dục sau khi kết nạp để họ trở thành đảng viên gương mẫu, xung kích đi đầu trên mọi mặt trận. Có như vậy mới có thể nâng cao chất lượng đảng viên trẻ, từ đó nâng cao sức mạnh, sức chiến đấu của đảng trong bối cảnh hiện nay.